Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay ông xã mình và Kevin được nghỉ ở nhà cho nên là cả nhà ra vườn để cắt cỏ. Hôm nay thì Kevin sẽ cắt cỏ bằng cái máy băm cỏ, còn Joe thì sẽ dùng cái máy nhỏ để cắt ở những cái rìa cỏ đó cả nhà. Cho mọi người xem Diên Vĩ nè. Đẹp chưa? Diên Vĩ trong vườn nhà mình á, Diên Vĩ trồng rất là thích luôn cả nhà. Bởi vì không phải chăm sóc gì hết, mình không bao giờ bón phân cho Diên Vĩ và cũng không có thêm đất, không có thêm gì hết. Và cứ năm nào thì Diên Vĩ cũng cứ tự ra hoa như thế này, rất 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 là đẹp luôn. Hi Andy. Hello, xin chào. Sắp mà xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào Kevin. Yeah. Sắp mà hello. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Super. Hoa Diên Vĩ nở rất rất là thơm luôn. Đó mọi người thấy không? Một cái cứ mỗi một cái cành đó, mỗi một cái cành là nó ra rất là nhiều hoa. Nó mới đầu thì mình chỉ nhìn thấy một cái nụ thôi, nhưng mà từ từ nó cứ dài lên hay là nó cứ thêm nụ ra. Bây giờ thì Joe sẽ dùng cái máy để Joe cắt những cái cỏ ở sát hàng rào đó. Sát hàng rào thì không có đẩy cái máy lớn vào được cho nên là dùng cái máy cắt như thế này nè thì rất là dễ. Và Joe thì rất là thích sử dụng cái máy này để cắt. Cái máy này thì mình tưởng là ở dưới là có cái lưỡi dao, nhưng mà không phải, ở dưới là cái dây nó xiết, nó cắt cỏ. Và Joe nếu như mà kêu Joe lấy kéo để cắt cỏ sát cái hàng rào thì Joe không có thích, nhưng mà dùng những cái máy như thế này nè thì Joe rất là thích. Hoặc là Joe cũng thích là dùng cái máy mà để cắt hàng rào đó, cắt tỉa nhánh trên hàng rào đó, thì Joe rất là thích làm. Mọi người nhìn thấy Joe nhà mình rất là gầy ha, rất là cao nhưng mà rất là gầy bởi vì rất là kén ăn. Cái máy này sử dụng điện, và ông xã mình có cái điện năng lượng mặt trời đó, nạp vào cái bình và sau đó khi mà cần đến điện thì cắm dây vào đó. Còn Kevin thì cắt bên kia. Cái hàng rào này nó cao hơn 2 mét cho nên là nó chắn gió khá là tốt. Bên chỗ Kevin đang đứng là có cây cherry đó cả nhà. Thì cây cherry ông xã mình và Kevin mới vừa trùm lưới ngày hôm qua đó. Bởi vì năm nay thì nó ra rất là nhiều trái cho nên là sợ chim ăn, nên là mua lưới trùm lại. Còn đây là cái bụi hoa hồng mà hôm trước mình mua hình như là 17 hay 18 euro gì đó. Hôm nay thì nó nở hoa và nó rất là thơm luôn cả nhà, nó tỏa hương thơm ngát luôn á. Ở đây là khu vực phía sau cái nhà vườn. Thì cái khu vực này nhà mình để ngồi chơi, ăn uống, nướng thịt ở đây. Và có cái trampoline để Joe hoặc là Kevin nếu mà thích thì leo lên đó nhảy. Kevin bây giờ lớn rồi thì ít có lên cái trampoline này lắm, nhưng mà Joe thì vẫn nhảy chơi ở đây. Đó, như mọi người thấy ở phía sau Kevin đó là cái lều mà hôm trước nhà mình mới mua về dựng lại đó, bởi vì lều của năm trước là bị gió bão thổi bay rồi. Cái lều lần sau này thì thấy khá là chắc chắn. Kevin cũng rất hay mời bạn đến vườn chơi. Đó thì ở phía sau này là có bàn ghế cho nên là mấy đứa đến đây rồi ngồi chơi ăn uống ở đây. Vườn nhà mình thì hôm nay đã có hoa đỗ quyên nở nè, rồi hoa Diên Vĩ nở, hoa mẹ kế, rồi còn cái hoa gì đỏ đỏ nữa mà mình quên tên nó rồi. Còn chỗ mà Cacho đang cắt này á, là hoa kim tiền thảo. Kim tiền thảo thì khi mà nở ra cũng rất là đẹp luôn, nhưng mà năm nay lạnh cho nên là giờ vẫn chưa nở đó. Rồi còn nhiều loại hoa lắm, mình rất là mê hoa cho nên là mình trồng rất là nhiều loại hoa. Cái sân mà Kevin đang cắt cỏ này thì là cái sân để cho Kevin và Cho đá bóng, chơi ở đây. Trước đây thì có một cái khung thành để đá banh rất là đẹp. Nhưng mà Kevin với Joe đá riết rồi bay lưới, bay không thành luôn rồi. Đã có Kevin làm phụ thì rất là nhanh. Cái vườn cũng khá là rộng cho nên là mỗi người một tay, mỗi người làm một chút, dọn một chút thì rất là
nhanh. Còn nếu như mà một mình ông xã mình làm thì rất là lâu. Còn Kisara thì nó không có thích nghe cái tiếng máy cắt cỏ đó, cho nên là nó nằm nó cụp lỗ tai xuống nè. Hôm trước thì cũng có vài bạn hỏi mình là vườn này rộng bao nhiêu mét vuông và mình mua hay là mình thuê. Thì hôm nay mình trả lời là cái vườn này là rộng 500 mét vuông. Đó thì mình chia ra làm 3 khu. Một khu là trồng rau, một khu là để hai con mình đá banh và một khu là để ăn uống, ngồi chơi. Thì cái vườn này là nhà mình mua. Khi mà mình mua cái vườn này thì trong vườn người ta cũng có sẵn hoa diên vĩ nè, rồi hoa gì mà giống như hoa sống đời đó. Thì mình không biết kêu tiếng Việt là cái gì, nhưng mà tiếng Đức là Fette Henne. Còn khi mà mình mua thì bắt đầu mình mới mua thêm cây như là cây mận. Mình trồng thêm mận này, trồng thêm táo nè, trồng thêm lê, rồi trồng thêm các loại dâu. Nói chung là cây ăn trái là mình mua về mình trồng. Đó, chô cắt cỏ, nó giăng cỏ xuống lối đi, cho nên là mình quét, mình dọn cỏ. Cỏ khi mà cắt xong thì nếu mà chỗ nào mà cái máy không có băm đó thì mình sẽ gom, mình bỏ vào trong một cái thùng mà chuyên bỏ cây cỏ đó cả nhà. Thì cái thùng đó một năm sau á, qua mùa đông thì những cái cỏ, cái lá đó nó sẽ thành đất, và mình lấy cái đất đó mình trồng rất là tốt. Ông xã mình thấy trời chuyển mưa đen thui đó, mọi người thấy sau cái mái nhà đó là đám mây đen thui, cho nên là ông xã mình nói Kevin là để ảnh cắt chỗ còn lại cho nhanh á, tại vì sợ trời mưa. Bởi vì dự báo thời tiết thì chiều nay là giông gió đó, cho nên là ông xã mình làm luôn cho nó nhanh. Đó, phía sau ông xã mình thì mọi người thấy là cái bụi hoa đỗ quyên. Đỗ quyên thì mình trồng từ năm trước đó cả nhà, thì bây giờ bắt đầu nó nở hoa rất là đẹp luôn. Đỗ quyên thì nó lại sống qua mùa đông, cho nên là mình rất là thích. Mình thích trồng những cái loại hoa nào mà trồng một lần rồi nó mỗi năm nó cứ lên đó, thì mình không có phải trồng lại. Ông xã mình cắt cỏ xong rồi thì bây giờ lấy nước để rửa cái máy cắt cỏ. Tại vì anh nói là ở phía dưới nó đóng những cái cỏ, tại vì cái máy này nó cắt tới đâu nó băm cỏ tới đó đó, cho nên là nó bị dính ở dưới, cho nên anh rửa cho nó sạch. Nước mà mình sử dụng trong vườn này là do ông xã mình khoan một cái giếng, rồi sau đó dùng máy bơm lên một cái hồ. Mình có cái hồ chứa nước 1.000 lít nước đó, bơm lên đó và tha hồ tưới cây, tưới rau. Cây cherry năm nay cho rất là nhiều trái luôn cả nhà. Cây cherry này của mình á, trái của nó khi mà chín nó màu đỏ, ăn rất là giòn và rất là ngọt. Ông xã mình chùm lưới lại để cho chim nó khỏi ăn đó. Bây giờ thì gió nổi lên khá là mạnh và mình đã kêu các con mình đi về nhà trước, bởi vì sợ mưa lớn tới chạy không kịp á. Cắt cỏ xong nhìn cái vườn nó đẹp hẳn lên cả nhà ha. Sarah thì mỗi lần ra vườn mà không có ai chơi với nó thì nó cũng nằm, nó rất là buồn. Nó thích chơi đá banh, thích giành banh với lại chô với Kevin. Nhưng mà khi mà hai đứa về nhà thì nó cũng hay nằm, nó buồn. Một là mình phải ném đá cho nó lượm, còn nếu không thì nó nhìn nó buồn hiu hắt. Mình vừa về đến nhà thì mưa rất là lớn, mưa đá. Đó, ở đây là phía sau nhà mình. Và cái vườn ngay nhà mình á, thì là vườn của hàng xóm nha cả nhà. Người ta chăm sóc rất là kỹ. Và khi mà cắt cỏ đó thì người ta chừa lại những cái hoa cỏ đó, nhìn rất là đẹp luôn. Hôm nay thì mình lại chia sẻ một chút về gia đình mình chăm sóc vườn như thế nào. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like,
bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.